bạn đến với series tiếp theo trên kênh Vlog Miền Núi. Đã rất là lâu rồi mình không có ra video về từ thiện nữa. Thì trong thời gian vừa qua mình cũng có giúp đỡ một số gia đình ở trong cái khu vực này. Thì bây giờ là cái series thứ hai này là mình sẽ đi vào trong này và khám phá xem là trong thời gian vừa qua thì cái cuộc sống của những hộ gia đình này như thế nào. Đặc biệt là hôm nay thì mình sẽ đi vào trong gia đình của một ông cụ. Ông cụ này là ông cụ neo đơn mà mình đã từng giúp đỡ cho ông, trao cho ông một ngôi nhà và trao cho ông những cái thứ phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Ngôi nhà kia chính là ngôi nhà của ông cụ. Và đây là con đường quen thuộc đi vào nhà ông đây. Vẫn là con đường nhỏ nhỏ, đường đất thôi bạn ạ. Không biết là dạo này thời tiết rất là băng băng giá, ông có ở nhà hay không? Hy vọng là ông vẫn ở nhà. Mặc dù là ông không ở nhà thì mình vẫn đợi, cố gắng đợi để ông về rồi là sẽ tâm sự với ông và ngủ qua đêm với ông rồi sinh sống với ông một cái thời gian trong vòng 7 ngày xem là cuộc sống của ông như thế nào nhé. Và đây bạn thấy không, ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh của ông đây này. Đó. Bây giờ thì sẽ đi vào trong nhà để xem là ông còn ở nhà không. Ông thì dạo này ông hay đi làm xa lắm các bạn. Mặc dù ông không có ở nhà rồi nhưng mà chắc là ông cũng đi làm hay là đi chơi đâu đó thôi. Mình cũng cố gắng ngồi đây đợi để gặp ông rồi tâm sự với ông về cái cuộc sống của ông trong thời gian vừa qua như thế nào. Và tiện thể mình cũng quay một vòng xung quanh khu vực của ông cụ này đang ở cho các bạn cùng xem. Ở đây thì ông cụ là một mình ở riêng trên một cái quả đồi. Đó. Thì là quả đồi này là một quả đồi cao nhất của cái làng này rồi các bạn ạ. Bây giờ là thời tiết cũng là rất là mây mù và tối om các bạn này. Mùa này thì đã qua Tết rồi. Đã qua Tết hôm nay thì đã là 16. Đã là 16 ấy, Tết âm lịch rồi các bạn ơi. Khu vực xung quanh ở đây thì đa số là người dân người Mông hết các bạn ơi. Người Mông. Thì là các bạn biết là người Mông thì cứ quả đồi nào cao là chỗ đó có người Mông. Nhưng mà vào thời tiết lạnh giá thế này thì đặc biệt là ở trên miền núi này thì rất là lạnh luôn các bạn. Ngay cả mình đi lên trên này mình vẫn phải đội mũ rồi là đeo khẩu trang. Với lại đeo cái khăn quàng cổ nữa. Trong thời gian này thì cũng đang có cái dịch bệnh gì mà virus ở bên Trung Quốc các bạn. Rất là nguy hiểm nữa nên là mình đi đâu mình cũng luôn mang theo cái khẩu trang để phần nào đó giúp đỡ được khi mà mình đi đường ấy. Có thể là mình trúng gió hay là như thế nào thì mình cũng đeo cái khẩu trang vào để phần nào đó giúp đỡ cho cái sức khỏe của mình được an toàn. Có lẽ là bây giờ thì mình cũng sẽ xin phép dừng cái video đây. Tại vì là mình đợi ông cụ cũng rất là lâu rồi. Gần 2 tiếng đồng hồ mà cũng thấy ông cụ về thì mình cũng xin phép dừng cái video đây. Và sẽ ngồi đây chờ một lúc để xem là ông cụ có về hay không. Nếu mà ông cụ không về tối nay chắc chắn mình sẽ tìm cách để vào những cái ngôi nhà hàng xóm này để mình ngủ qua đêm. Chờ khi ông về, tại vì khu vực từ mình ra đây rất là xa. Đường đi lại nó rất là khó và thời tiết thì cũng không có ủng hộ. Mưa rầm rã suốt ngày nên là rất là bất tiện trong quá trình đi lại.